khán giả thân thương của kênh Trang LTP. Hôm nay là ngày 20 tháng 1 năm 2024. Dạ, tính ra là hôm nay là đêm diễn ngày thứ tư rồi. Lần đầu tiên là ngày 28 tháng 12 là đêm khai trương. Rồi sau đó là đêm nhạc ngày 5 tháng 1 với sự xuất hiện của rất là nhiều danh ca, ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng. Và tiếp theo là ngày 13 tháng 1 vừa rồi. Và hôm nay tiếp nối sự thành công là ngày 20 tháng 1. Hội quán ngôi sao miệt vườn của sư phụ Phương Dừa tại địa chỉ 113 đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc lại tổ chức một đêm nhạc nữa. Dạ, cứ thứ bảy hàng tuần thì cô bác anh chị mình hãy nhớ đến một cái địa điểm vui chơi giải trí cho cả người lớn và các bé luôn, là ở hội quán ngôi sao miệt vườn nha. Sẽ có rất là nhiều các cô chú anh chị nghệ sĩ tham dự luôn. Và hôm nay đêm ngày 20 tháng 1 sẽ có sự xuất hiện của ca sĩ Vũ Duy. Dạ, nghệ sĩ Ngân Tuấn, ca sĩ Quang Trường, MC Quang Bảo. Dạ, diễn viên Nam Anh và một người chị rất là thân thiết, chị Hồ Bích Trâm. Và đây sư phụ Cương Dừa. Tấm này nhìn anh hơi bị trẻ quá nha. Tấm này là hơi bị hắc tuổi rồi. Nhìn trẻ hơn ở ngoài rất là nhiều. Ngoài ra thì còn có sự xuất hiện của các cô chú anh chị là những thí sinh rất là đặc biệt của ngôi sao miệt vườn mùa 1 mùa 2. Ví dụ như đây là cô Bướm nè. Dạ, cô Bướm mùa 1. Rồi, chị Liên rất là xuất sắc mùa 2. Anh Đức Hiệp, anh Ngọc Bác Củi ở An Giang. Dạ, anh Tuấn Vũ. Dạ, bên này là anh Hữu Trí. Dạ, đó, những cái thí sinh rất là đặc biệt luôn. Và ngày 20 tháng 1 hôm nay 7 giờ là chương trình sẽ bắt đầu. Cô chú anh chị mình có thể liên hệ đặt vé trước qua số điện thoại của chương trình là 0703 670 670. Thì khi cô chú anh chị đặt vé trước á, mình sẽ có một tiết vé như thế này. Đó, một cái vé này là sẽ gồm có một ly nước. Dạ, giá vé là 90.000, sẽ bao gồm một ly nước và một vị trí ngồi ở trong để tối nay mình xem chương trình cho nó thật là vui, thật là thoải mái. Khi cô chú anh chị mình mà liên hệ đặt vé trước á, thì bên ban tổ chức sẽ ghi chú lại, thì cô chú anh chị tới lấy vé mình sẽ được dẫn vào cái chỗ ngồi riêng, được sắp xếp trước. Còn nếu mà cô chú anh chị nào mà mình chưa có chủ động được thời gian, chưa có biết là thứ bảy đó mình có tham gia được hay không, thì mình cứ tới trực tiếp 113 Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh để mình mua vé và vào nha. Thì lúc đó thì mình sẽ vào và lấy ghế, lấy một ly nước rồi mình ngồi xem. Dạ, không chỉ ngày 20 tháng 1 mà những chương trình tiếp theo, giống như ngày tiếp theo là thứ bảy tuần sau là 27 tháng 1 nè, cũng đã có nghệ sĩ nhân dân Thanh Nam. Dạ, gọi là vua hài rồi đó. Dạ, nghệ sĩ Thanh Nam Hai Lúa. Rồi có nghệ sĩ Tuyền Mập, diễn viên Trịnh Minh Dũng, có ca sĩ Trong Ngọc Tiên. Rồi tiếp tục ngày 3 tháng 2 là sẽ có sự xuất hiện của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân. Trang là đã được nghe nghệ sĩ Vũ Luân trình diễn ở ngoài cái hôm mà đi từ thiện chung với lại chị Dung Nhan Dung Dẻ, chị Ngọc Huyền đi xuống Bến Tre để trao quà. Thì hôm đó nghệ sĩ Vũ Luân hát rất là hay. Thành ra là Trang rất là muốn mời anh. Và may mắn quá là trong cái dịp vừa rồi Trang liên lạc với anh để mời anh tham gia. Thì nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân đã nhận lời vào ngày 3 tháng 2 rồi. Đó, chương trình của mình là thứ bảy nào cũng sẽ rất là sôi động. Mời cô chú anh chị mình cùng liên lạc với lại số điện thoại hotline của chương trình để mình mua vé nha. Đây, bây giờ là hiện giờ là chỉ 4 giờ thôi. Ở trong sân khấu thì các bạn đang chạy sân khấu để tập luyện lại với ban nhạc rồi hệ thống âm thanh. Thì ở ngoài đây luôn gọi giống như là một cái vàng khu phố ẩm thực. Các bà con xung quanh huyện Bình Chánh này chắc là mình biết cái thông tin của cái đêm nhạc của hội quán ngôi sao miệt vườn. Thì sẽ ở đây sẽ bán những cái món ăn vặt để phục vụ cho bà con. Ở trong cái hội quán ngôi sao miệt vườn của mình á, thì anh Khương có phục vụ nước rồi, các món nước rồi. Ngoài ra thì cũng có bán đồ ăn là bò né, bò bít tết, mì ý, cá viên chiên với lại khoai tây chiên. Dạ, nhưng mà sẽ có một số bà con cô bác mình không có phù hợp với những món ăn đó, hoặc là sở thích của mình khác, thì sẽ có thể thử những cái món ngoài đây. Dạ, thật sự ra thì nếu mà nói mà là hạn chế hoặc là anh Khương không có khuyến khích bà con bán thì gì cũng không phải. Tại vì thật ra cái mục tiêu của anh lúc đầu anh làm cái hội quán ngôi sao miệt vườn này á, là không chỉ là tạo sân chơi cho bà con cô bác mình tới hội quán ngôi sao miệt vườn để mình có một cái chỗ giao lưu giải trí cuối tuần, là một cái đêm để các cô chú anh chị nào yêu thích ca hát thì mình có thể biểu diễn, trình diễn. Rồi là một cái nơi mà để anh Hương có thể tỏa sức đam mê, muốn làm gì làm. Là một nơi để cô chú anh chị khán giả có thể tới để tìm anh Hương giao lưu. Đó, thì cũng là một nơi mà để kết nối với lại huyện Bình Chánh, là nơi mà anh ở. Rồi kết nối với lại Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Bình Chánh để mình phối hợp tổ chức những cái sự kiện của trung tâm.
Dạ, thì bà con cô bác ở đây thì cũng là dân Bình Chánh mình mà, nên là thấy anh Khương tổ chức cái cùng lại rồi cùng bán cùng kinh doanh, nói chung á anh làm chương trình này mà anh có thể giúp được các cô chú anh chị này. Các cô chú anh chị này cũng là lao động trên đường phố mà, nếu mà giúp được các cô chú anh chị có thêm thu nhập thì cũng một phần là rất là tốt rồi, đúng không ạ? Đây đã chen tới đến cái quầy ẩm thực đầu tiên, quá trời hấp dẫn. Cái này là chân gà sốt Thái. Chân gà sốt Thái chú. Dạ chú tên gì hả chú? Tài. Dạ chú tên Tài. Chú chắc ở gần Bình Chánh đây luôn hả chú? Ở Tân Quý Tây. Tân Quý Tây mà chú bán ở đây lâu chưa? Bán ở ngay từ Bán Chuối cũng mấy tháng rồi. Dạ nhưng mà rồi, chắc là cái kia là bán cho bà Hôm, bữa nay mới bán cái này bữa đầu tiên. À hôm nay là bữa đầu tiên bán ở đây. Chắc chưa bán ở trường học học Tăng Túc á. Dạ nhưng mà sao chú quyết định là hôm nay sẽ chuyển qua đây bán bữa đầu tiên? Tại hôm nay thứ bảy, tại hôm nay trên kia bán không được cái này. À nhưng mà chắc là chú cũng có nghe thông tin là thứ bảy ở đây sẽ tổ chức đêm nhạc sẽ đông mà con. Đúng rồi đúng rồi. Dạ đây giới thiệu cho cô chú anh chị luôn món chân gà xả tách. Giờ là chú đây là sốt Thái là chú đã làm vệ sinh sẵn rồi, xíu nữa là chú chỉ có bỏ sốt Thái vậy thôi. Nhìn cái màu sốt cũng thèm quá ha, xỉu chưa, quá trời. Cái này một phần của chú là bao nhiêu tiền chú ha? Cái này một phần của chú là bao nhiêu tiền? Bản rồi đó, 50-80% là tùy mình gọi ha chú. Dạ dạ cảm ơn chú. Coi như là mong là hôm nay cô chú anh chị tới, cái cô chú anh chị nào thèm mình thèm thích ăn món này thì mình cứ ghé ủng hộ chú. Dạ coi như mình hỗ trợ các cô chú lao động ở địa phương mình nữa. Rồi cái món thứ hai, dạ là nước suối, nước chai, nước ngọt. Chào chị, mấy chị là ở gần đây luôn hả? Dạ em ở gần đây chị. Dạ chết rồi, anh Phương anh cũng có bán nước á mà giờ chị bán nước vậy có sao không? Bởi vì em ở đây bán vậy thôi mà mình bán cho em bán thôi kệ, để kiếm chút đỉnh để nuôi con. Dạ thôi mà không sao, dạ, không tại sao. Vì khách mà tới á nhiều khi á cô chú anh chị nào ngại không có vô hội quán mà đứng ở ngoài coi có thể là mua ủng hộ chị. Dạ, dạ. Nhưng mà thôi nói chung anh Phương anh làm chương trình này là để bà con cô bác xung quanh đây luôn cùng phát triển đó. Dạ, nên là không có sao hết ha. Dạ, chị. Dạ, dạ. Bởi vậy nói tôi anh Thương má đây mà giờ công mình giờ công việc giờ cũng không ổn định đó chị. Chị là ở đâu cũng gần Bình Chánh đây hả chị? Em cũng ở gần đây luôn. Dạ. Giờ mình làm nuôi hai đứa con với mẹ già. Dạ. Rồi rồi hôm nào vô coi ca nhạc thử nha. Dạ dạ. Dạ cảm ơn cô, cảm ơn chị. Vô rồi. Dạ hả, vô coi rồi hả? Dạ vô rồi. Vô hôm bữa nâng tay đó mẹ khai trương. Hôm khai trương. Dạ. Thấy sao cô ok không? Ok chị. Dạ. Cà phê nha. Bữa buổi sáng em vô nữa rồi tối em ghé nữa là nguyên ngày đó em ghé hai lần luôn. Mê quá ha. Dạ. Buổi sáng ghé uống cà phê rồi tối thì ghé. Có nhiều người thì sẽ giúp bằng cách này cách khác. Dạ. Dạ. Giống như là hả chị đi, chị với cô thì là công việc với chị với cô là như vậy rồi. Giờ mình không thể nào mà mình nói là mình muốn bán nước rồi cấm không cho chị với cô không bán cũng không được. Dạ, đó mà chị với cô cũng yêu thương anh Khương, cũng là khán giả của anh Khương mà. Mỗi người một công việc. Dạ giống như anh Khương thì sẽ có đối tượng khán giả khác, khách khác. Còn chị cũng sẽ là khách khác vậy đó. Coi như là mình hỗ trợ nha thôi. Dạ coi như mình vui vẻ hoan hỷ. Dạ. Dạ rồi nhưng mà nhớ là giữ gìn vệ sinh giùm em nha. Dạ, với lại là trật tự. Dạ cảm ơn chị. Dạ. Cô bán vé hả? Dạ không, con đang giới thiệu bán vé là ở trong. Cô mua vé coi hả? Ờ. Ồ vui quá vậy. Vé coi chương trình luôn. Cô ở đâu lên cô? Ở đây nè. Ở gần đây hả cô? Ở đẳng. Dạ bữa giờ cô coi chưa? Bây giờ cô coi hôm nào chưa? Một thằng mới dẫn cho đi coi ba chơi ba cái này không ạ? À chưa, mà bữa giờ là dẫn ba chỗ. Ủa, thứ bảy tính giờ đi coi mà bị bệnh thì kêu nằm bệnh viện. Dạ, xong mà vô chơi cái khu thiếu nhi không hả? Chứ chưa qua khu người lớn bên này hả? Dễ thương. Giờ cô đi sớm á, 7 giờ mới bán vé. Bây giờ cô đi. Hả? Giờ mình mua vé rồi đáp mình 7 giờ đợi được không? Dạ được. Chứ thời đáp đợi trễ rồi, không có chỗ ngồi. À, nhưng mà cô biết sao không? Cô mua là xíu nữa cô, tại vì đặt trước là đã đặt hết rồi. Còn bây giờ là cô mua là vé trực tiếp, là xíu nữa cô vô cô mua là cô sẽ được một cái phiếu giống như vậy nè. Đó là cô cầm vô cái cô sẽ được một ly nước. Rồi xong cái cô lấy ghế ngồi, nhiều chỗ lắm, không có sao hết. Dạ. Còn nếu mà giờ cô mua liền á, tại vì con không phải là bộ phận bán vé, thành ra bây giờ con thu tiền của cô là không được. Nên con sẽ dẫn cô vô cái chị bán vé để cô mua vé liền ha. Được hả cô? Dạ đây để dẫn cô vô mua vé luôn. Cảm ơn cô nhiều ủng hộ chương trình. Đó. Rồi coi á mà bị bệnh đi bệnh viện cấp cứu luôn. Trời ghê vậy. Rồi hôm nay khỏe chưa? Rồi, bệnh gì vậy cô? Bị lên máu. Dạ cô đợi xíu để em bé đi coi tìm rồi á. Dạ. Trời ơi đây con dẫn cho cô đi vô để bữa sau. Bữa sau á cô dẫn bà con cô bác cả nhà mình đi á thì mình biết chỗ mình mua vé ha. Đây. Đây là cô quầy mua vé trực tiếp. Tính ra là hôm nay cô mở hàng luôn á. Mở hàng. Dạ mở hàng luôn á. Đây.
Cô chú anh chị mình tới quầy này nha, quầy mua vé trực tiếp. Dạ mình sẽ được gặp phát thanh viên và lãnh đạo địa phương à, chị Duyên. Nó giỡn chứ là gia đình của anh Khương. Dạ, dạ chị Duyên là chị vợ của anh Khương. Dạ. Ráng mình lại được không? Dạ đúng rồi. Dạ. Trước 7 giờ nha cô, 6 giờ, 6 rưỡi cô lại đi. Thôi 6 giờ đi cô. 6 giờ. Dạ, 6 giờ cô lại đi cái mình vô mình lấy ghế lấy nước cái mình đi vòng chụp hình gì đó. Cái vé này con xé rồi. Con dạ. Con vô liền con xé rồi. Dạ. Rồi. Dạ chiều quá cô cầm cái vé này ha. Cô đi vô. Dạ. Người đứng đây xóa vé. Dạ xác vé xong ta xé này ra một tờ ra. Dạ xong rồi cái cô đây cô đổi được nước. Cô muốn uống nước gì á là mấy bạn sẽ đổi nước cho cô. Cái sẽ có dạ có ghế ngồi cái ngồi coi. Ha, nên 6 giờ vô đi cho nó mát trời với lại ấy. Tại nhỏ con dâu nó sợ. Lát không có ghế ngồi. Biểu gì sớm. Dạ, cảm ơn cô. Rồi sắp đồ sẵn luôn hả cô? Sắp chợ thuốc đi theo luôn. Trời ơi. Sắp thuốc coi luôn. Nhưng hứa là hôm nay coi đến 10 giờ nha. Có thông chương trình 10 giờ. Dạ, coi đã mua vé thì coi tới cho đã luôn. Ha. Dạ, con cảm ơn cô. Thôi về nhà nghỉ xíu đi rồi ra nha. Tính coi có 7 mà bữa bệnh đi cấp cứu bệnh viện luôn. Dạ. Coi luôn nè, mới về mới coi. Dạ, cảm ơn cô. 6 giờ nha, 6 giờ 15, 6 giờ ra nha. Dạ, đây chị Duyên. Dạ, chị Duyên là chị của chị Ngọc sẽ phụ trách một bên đây là bán vé trực tiếp. Còn chị Ngọc bên kia là sẽ bán vé cho những cô chú anh chị đã đặt vé. Dạ, chị bán hôm vừa rồi là ngày 13 tháng 1 là mình bán khoảng được 700 vé. Là trong đó là khoảng 650 hơn là mua vé trực tiếp, đâu 600 hơn là mua vé trực tiếp á, là một mình chị là cân 700 người á. À, bữa đó có một bạn nữa cũng ngồi đây xó vé phụ chứ một mình chị làm không sợ đâu. Mà chị thấy tình hình cô chú tới đông không chị? Cô chú tới đông. Sao tự nhiên chị hiền hẳn vậy? Mệt chứ bình thường không? Chứ bình thường chị dữ lắm mà. Dạ đúng rồi. Dạ đó coi như là 7 giờ mới bắt đầu mà cô chú anh chị thấy không, 4 giờ là hôm nay thứ bảy là chị Duyên được nghỉ không ta hay là bữa sáng thứ bảy chị Duyên được nghỉ. Dạ bình thường trong tuần á là buổi sáng 9 chiều chị Duyên đi làm, 4 giờ xong là 5 giờ là chị Duyên thay đồ gái thay đồ lãnh đạo địa phương ra là đây qua đây để phụ bên cái quầy bán nước trực tiếp. Cái hôm nay thứ bảy thì thay vì là những ngày đó là được nghỉ với gia đình thì chị Duyên với chị Ngọc với lại gia đình luôn đó bắt đầu thay đồ thường ra là bắt đầu ngồi đây bán. Nó nói chứ tưởng ngồi không vậy đó nhưng mà không có đâu nha. Bán vé cũng cực chứ, tại vì nhiều cô chú tới không có biết, chưa có biết về chương trình của mình. Cái tới là chị Duyên phải giải thích là cái vé này như thế nào. Chứ nhiều cô chú tưởng là mua cái vé này xong vô cổng là xong, các cô chú dục thì nó sẽ bị mất đi một cái phần nước. Nên cô chú anh chị nhớ là khi mình qua đây mình đưa vé cho chị Duyên, mình phải lấy lại. Chị Duyên mà không đưa vé là phải bắt chị Duyên đưa lại cái vé để mình vô trong mình đổi mình lấy một ly nước để mình ngồi xem chương trình á, để mình có nước mình thưởng thức hen. Dạ chị Duyên cũng nhắc cô chú anh chị mà đúng không chị? Đúng rồi, hôm bữa thứ bảy vừa rồi bán tầm 600 mấy vé nhưng mà chứ mình phải nói cái có một câu mình lặp đi lặp lại chắc phải gần 1.000 người. Có gì là câu gì vậy? Là cô chú giữ vé để cô đế quầy để lấy một ly nước. À, không chị hú điện thoại đi, nó chị hú điện thoại để em lấy cái loa xong rồi chị mở lên. Chị bấm chị mở đi để cho bà con cô bác biết chứ nhiều cô chú lớn tuổi với lại lúc đó nhạc á ồn á thành ra cô chú không biết. Dạ cảm ơn chị. Dạ, mốt lấy cái ghế massage khay oxy của anh Khương nằm đây nè, thì nào khách tới cái ngồi dậy. Chất lượng vậy á. Dạ em đi ra cái khu phố ẩm thực trước tiếp nha. Ở đây tiếp để giới thiệu bà con cô bác ở ngoài. Trời ơi hấp dẫn chưa, nói chứ ai mà không thèm. Dạ chị đi qua cái khúc này đi. Dạ đây nãy chị giới thiệu một nửa xong có khách nên chị đi vô. Trời ơi nhìn hấp dẫn như nè. Cái này là gọi là lẩu Thái hả chị? Lẩu ly. Trời ơi giống như trong nhà hàng luôn ha. Đây là đủ mấy món luôn. Này của chị bán hả chị? Này chị bán hả chị? Gì mắc cỡ vậy? em qua giới thiệu chứ không phải em công an để giới thiệu em. Anh bán hả? Không có, em không biết. Dạ. Chế bán không? Dạ không em. Chế phụ hả? Dạ đúng rồi. Chế phụ với phụ lâu chưa? Dạ không, em mới phụ bữa nay rồi. À mới phụ bữa nay luôn. Dạ. Tự nhiên cái mình lại giới thiệu. Bán sao đi em lại gửi việc gì cho. Người ta giới thiệu giùm mà trời. Qua đây nè, đi qua đây nè trời. Trời bà đẹp bà sợ gì trời. Không. Mốt có khi anh Khương làm một cái khu ẩm thực ở đằng trong á, mời mấy chị vô để bán một hôm cho cô chú anh chị. Tại đây là mấy món ăn đường phố rất là ngon. Nhiều khi mình ăn nhà hàng mình cũng sẽ không có những cái món cái mùi vị như vậy. Trời ơi, cho nhìn là thấy thèm rồi đó. Mà làm cũng sạch sẽ ha, cô để ly vậy luôn nè. Một ly vậy là 30 chứ trời. Một ly vậy 30 mà đủ topping vậy luôn ha anh. Dạ đúng rồi chị. Đây bạn quay cận vô cái topping đủ luôn nè. Là có xúc xích nè, có chả cá nè, có cá viên nè. Có nhiều cái món khác nữa. Dạ
Tại vì hiện giờ nội tại của bên quán mình á là chưa có đủ, thành ra là anh Khương chưa có phát triển thêm nhiều món được. Thành ra cô chú anh chị nào mà ở ngoài mình bán á thì nói chung anh Khương cũng tạo điều kiện thôi. Tại giống như là thay vì mình đi từ thiện, mình giúp người ta có cần câu cơm thì anh Khương mở cái này, anh Khương bán nước. Rồi cô chú anh chị nào có nhu cầu thì mình cứ vô trong quán. Còn cô chú anh chị nào mà cũng là khán giả anh Khương nhưng mà chưa đủ điều kiện đứng ở ngoài xem chương trình á thì mình cũng có thể thưởng thức món cho các anh chị thôi. Dạ, vui vẻ. Dạ, vui vẻ chị. Em bán tránh nướng hả cô? Của cô bán luôn. Dạ, cô bán lâu chưa cô? Bán năm mười mấy năm rồi em. Mười mấy năm nhưng mà bán ở đây không hay là bán ở đâu? Em chỉ bán ở trường học không à. À, rồi dạ. Lâu lâu có tổ chức thì chị mới lại. Dạ. Vậy là giờ chắc thứ bảy là đều ha. Thứ bảy là ghé đều luôn. À, đúng rồi, thứ bảy là chị lại đây. Vui, coi như mấy chị em mốt làm chắc nguyên đường dài luôn rồi á. Giống như người ta gọi là phố ẩm thực của Hồ Thị Kỷ á, nó cũng giống vậy. Dạ. Coi như mình tương trợ thôi cô chú anh chị ơi, chứ nhiều khi cô chú anh chị tới xem ca nhạc mà hả các món ăn ở trong hội quán chưa có phát triển được nhiều, hay là cô chú anh chị thèm món khác cái không có món để ăn, cô chú anh chị đói cái cũng không xem ca nhạc được, cái cũng đi về sớm thì anh Thu cũng bị mất khách. Đó nên là nếu như mà mình chưa có hoàn thiện được thì mình cứ tạo điều kiện cho các cô chú anh chị khác có món khác thì cũng là giúp cho cô chú anh chị ở đây, rồi Bình Chánh mình thì cũng cải thiện hơn vậy đó. À, cũng nhờ ơn mà chú Hương vừa mà dựng cái hội quán ở đây nè, bà con ở đây thì cũng anh Hương nhờ ở đây mà buôn bán kiếm sống qua ngày. Dạ. Dạ. Mà cô trước cô có xem kênh anh Khương không cô? Có. Dạ. Cũng có thường. Dạ. Vậy là cô biết anh Khương trước khi là cô trước khi là đến đây phải không? Dạ. Ê, cũng nói tấm lòng tốt mà cũng đi từ thiện người này người kia giúp đỡ người ta đó. Dạ. Cũng có coi. Thì đó thay vì mà hả anh Khương con nói gì cô không bán đây cô khó khăn thì anh Khương cũng lúc nào là cũng hỗ trợ cô. Thì thay vì giờ mình nhận hỗ trợ thì mình tự mình chịu đi làm là đã là rất là mừng rồi, thì sao mình phải cố gắng mà mình khó khăn với nhau làm chi đúng không cô? Dạ. Đây là các cô bán thì có gì giúp giùm con là giữ vệ sinh với lại là trật tự là được rồi. Dạ. Vậy là vui rồi chứ không có gì hết hen. Dạ con cảm ơn cô. Đó bên này là tiếp theo là bánh mì. Dạ bánh mì cô hả cô? Cũng đây. Cô chế luôn vậy là chế vừa làm đây rồi chế làm bên kia nữa. Dạ đúng rồi chị. Sao nhiều quá rồi khách tới rồi bán bên nào trước? Dạ nhân viên của em mới chuyện. Nhân viên của em mới chị. Ông là xe bánh mì của em. À xịn. Dạ. Xịn chưa? Ông bán ở đây mà không đi. Ông là chủ ở đây, chủ xe bánh mì này. Dạ chứ em phụ mẹ em còn cái này của bên đó. À dạ. Coi như là phụ ở đây rồi xong mày qua bên kia phụ bên kia luôn. Dạ, bình thường bình thường. Dạ. Rồi cảm ơn nhiều nha. Có gì nhớ là bán xong mà dọn vệ sinh đồ giùm em ha. Dạ, đúng rồi chị. Bên này là bán cá viên chiên nữa. Trời ơi, hấp dẫn chưa? Quá trời ngon. Chị bán đây lâu chưa chị? Dạ em mới lên bán rồi chị. Dạ. Là chị hồi xưa chị hay bán ở đâu? Chưa em đi Bằng Hồ. À xưa Bằng Hồ xong giờ mới bắt đầu ấy bên hội quán bán ha. Dạ. Bằng Hồ trúng giật quá giờ đi bán cái chiên. Dạ. Rồi cảm ơn em. Ồ hấp dẫn. Cái viên chiên là món ăn tuổi thơ của... Dạ. Dạ. Ở trong bên mình á, hội quán mình á là cũng mới phát triển cái viên chiên nhưng mà phục vụ cho các cô chú anh chị đến trong hội quán thôi. Nhưng mà có nhiều cô chú anh chị tới trung tâm hành chính nè, tới trung tâm văn hóa nè, rồi chơi bên khu thiếu nhi thì nó là tùy, dạ tùy cô chú anh chị lựa chọn. Dạ nên là mình không có khó khăn gì mấy anh chị hết, chỉ có nhờ lại mấy anh chị bán hay có gì chừa cái đường cho mọi người đi hoặc là vệ sinh với lại ấy thôi. Chính cháu mà. Dạ. Rồi trước giờ chị có xem kênh anh Khương không? Mới nghe hồi nào giờ mùa dịch á, dạ. Có nghe ảnh cũng giúp bà con mình. Dạ. Mới gặp mặt ảnh nhờ cơ hội này nè. Dạ. Đó mới gặp mặt ảnh, dạ. Mới biết ảnh. Dạ. Đó có gì giao lưu cảm ơn ảnh Tiến cho thấy ảnh cũng có vui. Dạ. vui lòng với lại làm vui á chị, có niềm vui á là cái công việc của mình đang tạo ra cho nhiều giá trị cho các cô chú anh chị xung quanh nữa. Dạ tiếp xúc cho ảnh nha. Dạ ảnh. Dạ. Tạo ra mới có công việc làm nè. Dạ đó. Tạo ra cho bằng cách này cách khác. Dạ. Dạ nên là sẽ có nhiều cô chú anh chị nghĩ là tại sao trong hội quán đã bán đồ ăn đã bán nước rồi mà mọi người ở đây bán mà sao bên hội quán mình không có cấm luôn, không có ấy luôn. Dạ thì cái đó thì giống như Trang nói vậy đó, bên mình mỗi người sẽ có một đối tượng khách khác nhau. Dạ mình cứ cố gắng phục vụ cho tốt cái phần của mình đã rồi mình cứ phát triển sản phẩm hơn. Còn cô chú anh chị là khách hàng mà có quyền lựa chọn chọn sản phẩm này hay chọn sản phẩm kia. Rồi các cô chú anh chị ở đây cũng vậy, cũng là dân lao động, cũng cố gắng lao động nữa. Thành ra nếu mình tạo hỗ trợ mà cộng hưởng với nhau được mà đây thành một cái khu phố ẩm thực á thì nó cũng sẽ rất là vui, huy động được rất là nhiều người đó. Nên cái nào mình cố gắng mình cùng làm với nhau được thì nó tốt hơn thôi. Này là Trang mới đi có một mé thôi nha.
xíu rồi mà chắc đến 6-7 giờ là đông hơn hả chị? Đó, đông hơn, nhưng mà mong là cô chú anh chị bán ở đây thì giúp giùm em là giữ vệ sinh với lại trật tự. Dạ, dạ, là ok rồi. Rồi, chú bảo vệ giữ xe là bây giờ đang nạp năng lượng trước. Hồi đợt trước của mình là mấy trăm chiếc anh? Hơn 1.000 chiếc á. Hơn 1.000 chiếc, mà đúng có rồi. Anh với lại mấy người canh ta? Bảo vệ thì 4 người với lại có thêm hỗ trợ cho canh bảo vệ đây hỗ trợ nữa. Dạ, là tổng cộng là chắc cũng được 5-6 người. Rồi xong rồi đợt trước cũng có thêm 4 anh công an cũng tới. Nhưng mà cũng xảy ra tình trạng móc túi cũng nhiều của chú anh chị. Nên là nhiều của chú anh chị mà đứng ở ngoài đây nè, có nhiều của chú anh chị tới xem mà không có, chưa có vô xem một tí xíu á, rồi ra thành ra là không có muốn mua vé. Là có nhiều cô chú anh chị mà quý anh Khương, thương anh Khương nhưng mà chưa có đủ điều kiện. Cái mình đứng ở ngoài cái hàng rào này nè, mình xem chương trình. Cái bên nhiều các đối tượng không có đúng á. Mấy bạn nó móc túi, giật điện thoại luôn. Và hôm bữa vừa rồi là có người nhà của anh Bảo Trung mới tới đây để đón anh Bảo Trung thôi là cũng bị giật cái điện thoại luôn rồi. Thành ra cô chú anh chị nào mà mình tới thì mình nhớ cẩn trọng nha. Dạ, đồ đạc tư trang của mình tới xem anh Khương mà tự nhiên bị mất đồ thì nó mất vui. Dạ. Đó, bên này của mình là bây giờ là đã chuẩn bị xong hết rồi. Quá trời đẹp luôn. Đó, một vòng sân khấu để cả nhà cùng thấy. Dạ. Rồi bên này sẽ là cái quầy mà bán vé đã đặt ha. Rồi bây giờ mình vô đây đi để mình coi cái ẩm thực ở trong, rồi bây giờ mình coi cái ẩm thực ở ngoài như thế nào. Dạ. Đây, cô chú anh chị khi vô là mình chào anh Tâm à. Mình sẽ tới quầy ẩm thực đầu tiên là bắp rang bơ. Dạ, đây là bắp rang bơ, cái xe của chị Hai 4D gửi tặng. Dạ, đây là mình có mấy mùi lận. Bây giờ anh Tâm là bắt đầu là bắt ra để bắt đầu làm rồi. Ui ui, bỏ miếng bơ vô là hết sảy rồi. Bạn quay phim của Trang là hôm nay rung tay luôn rồi. Nãy giờ là chưa có đói mà giờ mới múc miếng bơ là đã đói rồi. Tim đập nhanh luôn anh. Tim đập nhanh thình thịch luôn. Yeah. Đó, cái này là 20.000 một phần nha. Cô chú anh chị mình mua rồi mình ngồi mình xem ca nhạc cho nó vui giải trí cuối tuần. Món ăn tuổi thơ không ai là có thể cũng nổi. Bữa giờ là cũng có nhiều người lại hỏi thăm anh Tâm cách làm rồi đòi mua cái quy trình này nữa chứ. Bác Phương gặp Dung Dung Giang Dung Trẻ. Dạ. Là chuyển giao công nghệ. Dạ. Đó, anh làm rất là vệ sinh luôn. Dạ. Mỗi bịch như vậy là 20.000 nha cô chú anh chị, có đủ mùi luôn, mùi truyền thống nè, mùi phô mai nè, mùi cacao nè, đủ hết. Cảm ơn anh Tâm nha, chúc anh Tâm hôm nay buôn may bán đắt nha. Rồi. Dạ. Nói trước mấy anh chị đây là bán gì niềm vui là của chú anh chị. Kiểu như có đông khách vô thì vui, mọi người khán giả gì đó nhận ra rồi anh Tâm sắm trọ nè, vậy là vui rồi chứ mấy anh chị không thiệt luôn là không có phải là kiểu hôm nay được 3 triệu, hôm nay được 5 triệu, hôm nay được 2 triệu không có. Thì hôm nay đông ha, có nhiều người nói chuyện nhiều vậy đó là vui rồi. Đó, dạ cha chị Tám. Chị Tám là Dì Tám mới là phỏng mà sáng là dì Tám đi giao yến nha. Giao yến giùm cho anh Khương. Rồi xong rồi cái cũng đi giao khô cá giùm cho Phong Tôm với Nguyệt. Cái tối là lại đây là bán đồ họ, đồ phỏng. Mình phải có câu rau chứ ta. Mình phải có câu rau chứ. Đậu phộng hấp ơi. Cái gì đó. Không gì bán gì không có rau. Mà tại vì cái khách thấy. Khách tự tới luôn. À. Vậy tính ra dì bán cũng lợi quá ha. Cũng tiện quá ha. Anh Tâm bữa giờ có rau không anh Tâm? Anh Tâm có rau không? Không có rau này, người ta thấy đi ngang người ta biết rồi. Là ghé vô là người ta mua thôi. Tính ra vậy là bán lợi chứ ha, chứ em bán khô bò em rau suốt luôn á. Em mới live stream em giới thiệu dữ lắm luôn á. Dạ. Đó, thêm một lựa chọn thứ hai cô chú anh chị, món rất là dân dã, dễ thương. Chị chắc là chỉ có hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn mới bán những cái món đặc biệt vậy thôi. Đậu phộng hấp, dạ một phần như vậy là 20.000. Dạ, một cái chén luôn. Dạ. Mà mấy cái món này là ăn bắt lắm. Dạ, ăn bắt lắm, nghĩa là mình mà ăn là mình cứ bóc hoài luôn á, không biết làm sao mà hết nữa. Rồi. Một đêm là mình bán hết cái hai nồi đúng không? Hết luôn. Dạ. Quá ngon. Đầu tiên bán 30 kg. Ghê. Đêm nào rồi người ta? Đêm năm tây bán 30 kg. Dạ chào cô, bán mắt cô, mắt rang bơ với lại đậu phộng hấp cô. Dạ. Đây để bé nó mua. Trời ơi, tuần nào cũng đi hết em. Dạ, ôi tuần nào cô cũng đi hả cô?
Dạ, nào cũng đi giờ này hết đó. Là cô đi mấy đêm mà con? Dạ. Từ lúc mà Tết Tây là Tết Tây đến giờ là anh đặt trước đúng không? Dạ đúng rồi, nhưng mà đợi anh Nhân tới anh sắp đã. Đấy chị thấy chị chưa thấy ảnh. Dạ. Cô hay xem hả cô? Từng nào cũng đi. Dạ. Chỉ có thứ ba, thứ tư, năm rồi là không có đi, đại bé đi học. À. Rồi à. Thứ bảy hàng tuần là được rồi. Đúng rồi, từ dạ. Một tay nè, rồi năm tay nè, rồi thứ bảy hàng trước nè, đứng dạ. Bên này. Dạ. Từng nào cũng đi. Trời ơi, cảm ơn cô nha. Gọi là khán giả ruột á, từng nào cũng đi luôn. Đúng rồi, từng nào cũng đi á. Dạ, cô đến sớm đây có gì. Rồi, đến rồi đó. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ. Đây em dẫn chị vô luôn. Dạ. Đây là cô chú anh chị nào khách đặt trước là vô đây rất là lẹ. Có chị Ngọc sẽ kiểm soát vé rồi dẫn vô. Em nói dạ. Chung với Ngọc á. Dạ, em biết rồi. Dạ đây. Rồi em mời chị Hiền vô. Chị Hiền là từ Nguyễn Văn Linh, quận 8. Ông đâu phải Nguyễn Văn Linh đâu. Không, dạ. Quận 8, ở phường 6 luôn. Phường 6, quận 8, dạ. Chị Ngọc ơi, có gì mà em chị Hiền bàn máy chị? Bàn máy chị Hiền. Không có tên. Mấy vé chị? Hai vé không? Dạ đây em xem. Em đưa cái cho chị cái ly. Chị mấy đứa nhỏ cho chị cái ly đâu chị đừng góc. Dạ. Quên đưa vé chị Hiền. Chị Hiền. Quên lấy vé. Cái này á chị là lấy vé đi xong rồi cái chị nói mấy bạn lấy nước nha. Quên cái Diễm. Lúc mà khách order á, bây giờ khách order hai ly nước lại phải thu lại hai cái vé này nha. Ok, dạ đây, em gửi cho chị. Rồi, bé Diễm sẽ dẫn chị ra bàn. Rồi, gọi nước, vui quá. Cảm ơn chị nhiều. Thấy chưa, 7 giờ mới bắt đầu mà bây giờ là mới 4 giờ thôi là cô chú đã tới rồi. Ủa, cô từ đâu lên hả cô? Cô Bình Chánh mà quốc lộ 50. Quốc lộ 50. Cô còn đi rồi nữa. Là hôm bữa đi rồi. À, cô coi con hoài biết. Con hoài luôn. Trang đúng không? Trang. Phải không, con tên LTB chứ mà tên Trang. À em đi mà tôi thấy quên lộn. Cô tên Trang, đúng rồi. À, định tôi nhớ mà con. Như là thì đó. Dạ là cô đi là xóm sợ nơi ngồi ấy lâu á. Dạ. Đi chờ. Dạ. Ừ. Bữa Khánh Thành cô lên rồi mà kêu như mà ấy đó. Bữa 1.000 năm đó một á. Đông đúng không? Ừ đông. Bữa đông nó đưa tôi về. Lên giành ghế trước luôn. À ngồi trước con bé, con bé rồi. Có ông xã con nữa chứ. À ông xã đi chung. Dạ tình quá ha. Ông xã chơi con đi. Dạ. Ráng ráng coi hết cho nhìn mùi giải về nha. Ờ. Coi hết nha, lỡ mà quá qua 10 giờ 15 10 rưỡi là coi luôn nha. À. Dạ. Mấy đứa con là cô coi hết là con biết. Dạ. Cứ vừa rồi. Bữa con đi lên ngày đấy nó chụp hình luôn. Dạ. Chứ con ấy gì đó con nhìn quên con quên con gì con nhi rồi kìa. Dạ. Ừ, mấy đứa này. Thích hết không? Hả? Thích hết luôn. Ờ, coi hả? Con coi hả? Con khói coi hoài rồi. Dạ. Con cứ nói bác khói coi kênh xung quanh vừa. Con coi hàng con biết hết rồi. Mấy cô chú mà dành thời gian lên coi vậy là quý lắm á. Tại vì ai cũng có công việc mà. Ừ. Giống như mình cũng vậy. Dạ hơn nữa là con là lớn hết nó làm á. Mình đâu làm gì. Dạ. Ờ, cô chỉ đi. Ông xã con ưng lâu lâu đi chơi rồi. Dạ. Ừ. Cảm ơn cô nhiều nha. Ừ. Dạ, xíu nữa coi chương trình nha. À. Dạ. Cô đặt cho cô ăn á. Cô nói là để gửi anh gì hotline vậy á. Cái nhỏ về nói nhỏ mày đặt giùm tao. Nó nói không có đường liên rồi. Đi rồi đặt rồi mẹ rồi làm sao được. Dạ thôi. Vậy là không chịu làm nha cô luôn. Bây giờ là bên đây có biết thế. Bên đây em bắn vốn liền luôn. Dạ, à, cô từ đâu lên? Thì đây này hai chị em đi. Hai chị em đi từ đâu lên? Mai mốt đi hát cái nhà. Bên lớp mình bắt tiếng rồi chưa có hát được. Đi từ suốt. Trời ơi sao đem cái ba lô nặng quá vậy? Đi từ đâu lên vậy? Ở Bến Lức. Ôi Bến Lức Long An. Đem có mấy cuốn bài hát theo. Hôm nay là đi xem ca nhạc chứ không phải là lên tập hát nha. Ờ thì nay coi tới thứ ba thứ năm mới tập. Đúng rồi đúng rồi. Thứ ba mới năm mới tập. Thầy không vừa kêu tranh thủ lên cái tin mà bắt tiếng rồi để thứ ba thứ năm rồi đi nữa. Cái này là cô mới mua vé hay cô đặt trước cô? Mới mua vé. Mới mua à. Có điện đó là. Đi. Vậy thôi lên đây ngồi đi. Con giới thiệu hai cô cũng mới ngồi đây nè, ngồi đây luôn đi. Cho làm quen. Dạ chào cô. Đây. Rồi. Hai cô ngồi đây cũng là cô cũng lên xem chương trình nè, cũng là khán giả thích anh Cương. Dạ. Mình giao lưu với nhau cho nó vui. Dạ. Nha. Đây tại là cô giữ một cái ghế trong xã cổ nha. Dạ đó. Nhớ rồi tặng mông. Đó. Xíu nữa đang tặng mông. Ở trên sân khấu là mấy bạn đang chạy chương trình. Nước mình mua hay là. Dạ, xíu nữa cô lấy cái phiếu nước đó cô. Cô qua cái quầy này nè, quầy này hoặc là quầy này cô đổi nước ha. Để con dặn lại cô. Cái phiếu này là đừng có dục nha. Phiếu này á xíu nữa hai cô cầm qua cái quầy này nè.
hoặc là cái quầy này, hai cái quầy này con là mình đổi được một ly nước nha, nên mình giữ nha, đừng làm mất nha. Dạ, chọn một ly kìa, chọn. Dạ, dạ, giờ giờ một người giữ chỗ đi, một người đang gọi nước. Dạ, dạ, thông thả. Luôn, ha. Dạ giữ vé, mình đúng rồi, nước, dạ mình phải lấy được ly nước nha. À, chứ còn đâu cũng vậy đó. Dạ, đó giờ về gành nè ha, gành đó về nhà từ lớp 1 tới lớp 5 xong mà cái xin đi học đại học, cái ông thầy nó hơi lớn tuổi và không cho cái xong cái đứng lớp mà cái học thêm cái lương và hát nghiêu ngao đờn ca tài tử cho đó thì chưa lên sân khấu. À, vậy là thích hát và hát được đờn ca tài tử hát cái lương luôn. Dạ. Thương không? Vậy là từ Long An chạy lên đó cô. Đó. Không có cách tin mà chưa có tạm ấy, chưa có lên sân khấu. Trời đi xem. Đi xem chương trình mà. Đi xem chương trình mà bả diễn giống như là bả đi diễn vậy đó. Ghê chưa? Ghê chưa? Không, vậy hôm nay bận đồ đẹp là phải chụp hình với anh Cương với mấy nghệ sĩ nha. Bả phải chụp hết nghệ sĩ là anh Cương cho nó vui ha. Nó để tới tới ta mua dừa của cha ăn mua khô. Dạ mua khô. Nhớ anh Trang vậy là vui rồi. Lấy thầy nước. Biết hết trơn luôn. Đó mấy cô chú tới mà chỉ cần nói là mấy Trang kìa, mấy Trang kìa thôi là cũng đã thấy vui rồi. Là Trang đã rất là biết ơn là cô chú dành thời gian xem cái kênh mình. Tại vì nhiều cô chú anh chị đâu có thời gian đâu, đi làm đâu có công chuyện, đâu có thời gian đâu mà xem. Bớt cô gọi hai lần đó, ấy giùm cô đi rồi cô lên. Cái nó nói cô phải gọi hotline á. Đấy mấy nó nhỏ nhỏ mà nói đứa con á, mày đặt đi, mày giỏi mày đặt tìm tao đi nè, hotline. Cái nó nói không có đường liên đặt gì, mẹ biết gì chứ thôi không đặt. Cái nó hôm nay mình đi sớm đi bà ba, ăn mình lên mua vé, nay mình không có đặt là tại thường thường thứ sáu mà thứ sáu dạy có buổi hà mà anh hai dạy nguyên ngày, buổi chiều tập huấn giờ đâu có đi đặt. Cô làm giáo viên hả? Ừ chứ dạ. Thường thường là đặt thứ sáu là dạy buổi sáng buổi chiều, hai chị em lên tới đây đặt tại chỗ luôn. Cái số điện thoại đó là mốt cô gọi điện thoại á, cô đặt trước thì là mấy bạn sẽ xếp bàn ghế cho cô như vậy nè. Đó nên là bữa sau cô cứ gọi số điện thoại á, trên hotline á. Dạ thôi không sao, bé Ngân không biết á, nên thôi đừng buồn ha, hôm nay ngồi đây cũng gần lắm rồi. Dạ. Mấy cô chú anh chị là ba mẹ mình không à, giống như mình xem như ba mẹ mình vậy á, mà ba mẹ mình mà dành thời gian chịu đi như vậy là ba mẹ vui, có một cái niềm vui trong cuộc sống là rất là quý. Mày đi đi ba người cho ta tối chà chạy không sợ. Nó nói thôi, nó đàn ông cơ, trời ơi đây người ta đàn ông hằng hà luôn. Dạ, con dạ. Con của cô á. Dạ. Này có cô chú cũng mê anh Khương luôn, cũng mấy nhà anh Khương. Mấy cô chú giao lưu với nhau cho vui, tìm bạn muốn luôn. Dạ, vậy ngồi chơi nha cô. Cảm ơn cô nhiều. Dạ, cảm ơn chú. Chú ơi, cô chú đổi nước uống đi. Dạ, để cho anh, dạ, chú không xíu nữa đông quá là không kịp ha. Dạ, anh chào cô. Này mấy Hằng có lên không cô? Có, mấy Hằng đang tập... Dạ, tập dạy sân khấu. Dạ, đây là bà của bé Thanh Hằng. Dạ, ngôi sao miệt vườn mùa 1. Dạ, hôm nay bà cũng từ Bình Thuận để lên luôn. Bà ngồi nghỉ xíu. Ngồi đi bà, ngồi đi bà. Dạ, ngồi ha. Hôm nay là cái khu vực khách đặt á, là cô chú gì là đặt bé trước á, thì sẽ được sắp xếp vô vị trí này. Và bé Diễm, dạ hôm nay sẽ là gọi là gì, chân sút tiền đạo. Tiền đạo chính. Dạ, cho xin mượn cái menu đây cô chú anh chị. Khi mà tới mua vé 90.000 thì mình sẽ bao gồm một ly nước, là trong đó có cà phê đá anh, cà phê sữa đá, trà mực nước dừa, trà vải, trà đào, trà sữa truyền thống. Còn cái khoai tây chiên với mì Ý là cô chú anh chị nào muốn ăn thì mình lại trực tiếp quầy mình order nha. Đó, cô chú anh chị rất là nhãn mấy món ăn này, em kêu khách lại order. Ví dụ như mà khách gọi những món này là đổi phiếu nè, còn cô chú nào gọi thêm á thì em ghi để em thu tiền luôn, em qua đưa kia luôn. Ok. Cảm ơn mấy Diễm nhiều. Trang hay nói với mấy bạn là bây giờ mấy bạn ngồi đi, đừng có đứng. Để tí xíu nữa lúc mà cô chú anh chị tới thì mấy bạn hãy đứng, hãy chạy. Nha. Đó, cảm ơn Diễm. Cảm ơn. Đó chứ mình không có giúp được gì mấy bạn nhiều hết. Mình chỉ có thể gọi là mua vui cho mấy bạn, mấy bạn có năng lượng thôi. Dạ, đây là cái vườn hoa của bên Khương Dừa ngày hôm nay là đã được anh Tuấn Anh tút lại rất là đẹp. Đã thay hoa rất là đẹp luôn. Đây, cô chú anh chị nào mà bữa đã chụp cái album hình ở hộ quán ngôi sao miệt vườn rồi thì hôm nay cứ tự tin lên lại hộ quán nha. Và hộ quán mình đã được thay những cái tiểu cảnh mới rất là mùa xuân luôn đó. Cái góc này mấy bạn nữ đi lên nè, đứa này chụp cũng rất là đẹp nè. Và cô chú anh chị biết không, ngày mai, ngày Chủ nhật, ngày 21 tháng 1, sư phụ Khương Dừa sẽ làm một cái, gọi là làm một thử, một cái ẩm thực dân gian, đó là món bánh xèo. Và anh đã mời mẹ của anh và bé, bà chị Úc Thơ, em gái của anh, để cùng lên phục vụ bà con. Ngày mai mình sẽ làm bánh xèo nha cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị nào tới ở hộ quán thì mình có thể thưởng thức bánh xèo do chính tay mẹ của sư phụ Khương Dừa
em gái sư phụ Khương Dừa, và chắc là anh Khương với lại chị Ngọc cũng phụ nữa. Đó, coi như ngày chủ nhật này mình lên là vừa giao lưu với anh Khương nha, vừa uống nước ha, vừa ăn liên hoan bánh xèo nha. Rồi ngày 23 âm lịch đến ngày 28 âm lịch thì ở hội quán ở Sài Miệt Vườn, sư phụ Khương Dừa sẽ chở hoa Tết lên, đặc biệt là cây bông giấy, rồi những cái cây đặc trưng của mùa Tết, để cô chú anh chị mình có thể, cô chú nào mà thích hoa, muốn mua hoa để trưng Tết thì mình có thể tham khảo, mình lên mình mua, hoặc là mình lên đây để mình chụp hình với lại anh Khương những cái ảnh ngày Tết cùng với Hương. Tại vì năm hôm nay là sẽ có tiểu cảnh, là sẽ có tiểu cảnh của năm nè, anh Khương sẽ làm những cái tiểu cảnh của năm giống như là cái số 2024 hoặc là hình con rồng gì đó để cô chú anh chị chụp hình. Dạ, bây giờ là sắp là vô cái chương trình rồi. Trang sẽ xin phép để mình tập trung vô cái chương trình chính. Xin cảm ơn quý bà cô chú anh chị rất là nhiều đã yêu thương theo dõi sự Khương Dừa, và chắc là cái clip này thì sáng mai Trang mới up, nên cô chú anh chị nào xem clip này thì buổi tối mình hãy đến hội quán ngôi sao Miệt Vườn nha. Tối mai, tối chủ nhật ngày 21 tháng 1 năm 2024 sẽ có là một cái liên hoan bánh xèo do chính tay mẹ của sư phụ Khương Dừa làm, cùng với lại gia đình anh Khương nữa. Cô chú anh chị mình cùng tới liên hoan cùng vui với anh nha. Dạ rồi, 23 đến 28 âm lịch là sẽ là hội chợ hoa xuân ở hội quán ngôi sao Miệt Vườn ở 113 đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh. Trang xin cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị rất là nhiều. Không tới được thứ bảy tuần này, hãy tới thứ bảy tuần tiếp theo. Mà không tới được thứ bảy tuần tiếp theo, hãy tới thứ bảy tuần tiếp theo nữa nha. Xin cảm ơn, tạm biệt.